Thank you.
Cố gắng và đều
cuối cùng thì đến ngày hôm nay thì cũng đã ra một cái sản phẩm, và mong rằng cái sản phẩm này sẽ khiến cho tất cả mọi người chúng ta phải nhớ đến mãi mãi. Cảm ơn Duy Nhất rất là nhiều. Nãy giờ lý do em hỏi xương những cái bạn thân của mình để mọi người để tạo được cái sự tự tin cho cặp đôi Duy Chính đó là anh Tiến Hoàng. Anh Tiến Hoàng coi gì chứ ở ngoài anh cũng đục đè, anh cũng hiền lành dữ lắm. Hoàng ơi, cảm xúc đặc biệt ngày hôm nay như thế nào nào? Xin chào tất cả mọi người, và mình muốn cảm ơn tất cả mọi người đã đến buổi dự event của Tin Có Xinh Đại Chiến này. Anh hỏi cô là gì nhỉ? Cái cảm xúc đặc biệt của mình, và đặc biệt là cái môi trường hoạt động của Tiến Hoàng trước và sau khi được tham gia vào Võ Sinh Đại Chiến. Bởi vì tôi được biết rằng là Tiến Hoàng có cơ hội được hợp tác với rất nhiều ngôi sao quốc tế Hollywood với những bộ phim điện ảnh, và đặc biệt là cái quá trình sản xuất rất là chuyên nghiệp của bên Mỹ. Và sau khi về Việt Nam được hợp tác với anh Bá Cường, cái cảm giác của bạn như thế nào? Đây là lần đầu tiên mà Tiến Hoàng có cơ hội đứng trước tất cả các anh chị em, nhà báo và camera. Thế nên là thật sự là rất là bỡ ngỡ và ngạc nhiên, và rất là hiện tại đang rất là run luôn. Lúc em có đóng phim bên Mỹ á, lúc đóng phim ở bên Anh, đóng phim ở bên Anh Quốc thì rất là cảm thấy rất là vui và rất may mắn khi có được những cái cơ hội mà đóng trong những cái bộ phim của hành động của phim Hollywood, thì mình rất là vui khi được anh Bá Cường mời về để tham gia dự án phim Có Sinh Đại Chiến, và đặc biệt đây là phim thể loại hành động mà mình rất là thích, và mình cũng bay về Việt Nam từ Anh Quốc và cũng rất là cố gắng để làm sao mình có thể hoàn thành cái nhiệm vụ trong vai diễn của mình tốt nhất có thể. Cảm ơn Tiến Hoàng rất nhiều, và chúng tôi đón chờ những nét diễn của bạn trong thời gian sắp tới nha. Còn với Cách Liên sao nào? Mấy anh này có phải là cái tiêu chuẩn chọn chồng sau này của em không, Cách Liên? Dạ bây giờ tiêu chuẩn nhiều quá, em biết chọn ai. Qua đây thì em cũng xin gửi lời chào và cảm ơn các quý vị đã có mặt ngày hôm nay, vì em biết bây giờ là khoảng thời gian cuối năm, mọi người rất là bận rộn, nhưng mà vẫn luôn dành thời gian để đến hôm nay chung vui và chia sẻ với lại ekip Võ Sinh Đại Chiến. Chúng em cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn Cách Liên. Rồi em đóng với mấy anh thì em thấy anh Hoàng là người như thế nào so với anh Gia? Đáng lẽ anh nhìn Gia hình hao hao với em, cái tướng phu thê nè, nói là anh chặt đó. Vậy mà đến với anh Tiến Hoàng. Mọi người hay chọc đó là chị em song sinh đó. Chị em hả? Dạ. Hai chị hai em? Bên kia chị, bên đây em. Hợp chị lý. Em ruột nhưng mà ruột thừa. Tuy không cùng cha nhưng khác mẹ ha. Vâng ạ. Em cảm thấy là để được có cơ hội được làm việc với anh chị ở đây là may mắn đối với em. Anh chị ekip đã dành một khoảng thời gian rất là nhiều để mà hỗ trợ và quay hoàn thành trong một cái quá trình phim bị dính dịch Covid. Mọi người đã nỗ lực rất là nhiều và thực sự là mồ hôi có, nước mắt có, và đặc biệt hôm nay em cảm thấy rất là xúc động khi mà Võ Sinh Đại Chiến đã được ra mắt đến với khán giả. Đúng rồi. Cảm ơn Cát Liên. Sao kia có gì muốn phân tầng không? Em là chị của Cát Liên à? Cảm ơn tất cả các anh chị đã đến đây tham dự buổi premiere phim của tụi em. Chị em chúng ta không thuộc về nhau rồi, qua bên kia rồi. Như vậy là ở ngoài với lại trong kịch bản nó giống nhau đó nha mọi người ơi. Nó cũng căng thẳng dữ lắm. Rồi cảm ơn Gia. Còn với ca sĩ Tài thì tôi có thấy một đoạn trailer và bị chấn thương khá là nặng. Thì trước đó Tài đã từng tham gia khá là nhiều cái game show và chính bạn cũng đang gặp phải những chấn thương đó. Như vậy có cản trở và khó khăn gì trong quá trình làm phim không? Đầu tiên thì em xin chào và xin cảm ơn tất cả mọi người đã tới đây vào tối hôm nay. Và chia sẻ với anh Hoàng về câu hỏi đó là thực ra cái đoạn ở trong phim chỉ là đóng phim thôi. Còn em thì may mắn là em tham gia xuyên suốt bộ phim mà không có gặp phải bất cứ một chấn thương nào cả. Thì chấn thương không phải là vấn đề của em, nhưng mà vấn đề của em đó là em nghĩ rằng, em đã nghĩ rằng với một cái lợi thế về thể chất và sức lực giống như em á thì vào phim sẽ có thể chắc là sẽ dễ dàng thôi, đúng rồi, mượt mà thôi, nhưng mà em đã làm anh em là người bên thường được em là người mà học võ khó khăn nhất ở trong đoàn phim luôn. Thì em đã phải trải qua cái cảm giác là một người giống như là làm chậm tiến độ của cả nhóm á. Thì lúc đó em cảm thấy thực sự rất là bực tức bản thân mình. Em đã cãi nhau với lại rất là nhiều người ở trong đoàn phim, và nhưng mà cũng may mắn là đến lúc mà phim bóng máy á thì em đã bình tĩnh lại, và nhân đây em cũng xin được gửi lời cảm ơn tới thứ nhất là anh Bá Cường, và thứ hai là anh Peter Phạm, là anh đạo diễn hành động
đã luôn luôn ở bên cạnh và giúp cho tụi em, hỗ trợ cho tụi em hết mình. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn cao sư tài rất nhiều.